Đây rồi, xin chào tất cả anh chị em nhé. Đây, hôm nay tôi mới về được cái cốc đây. Nó cũng chả phải là cây mà cũng chả phải là cái cành đâu, mà có nghĩa là nó là một cái cây nhưng mà nó kẹt vào cái cục đá đấy. Nhưng mà cái phía dưới này thì nó tóp lại rồi, thì tôi cắt ngang chừng chứ nó cũng không phải là gốc, không phải là ngọn. Thì được cái đoạn này, nó nói chung là nó cũng được. Thì tôi mang về, thì tôi chia sẻ anh em mà cái cách ươm trồng cây cốc nó sống 100% anh em nhé, chứ không phải là 8-90 đâu. Cóc thì nó dễ sống lắm, nếu mà mình làm đúng cách. Đây này, trước tiên ươm cây gì cũng vậy, phía dưới này thì mình gọt gọt cho nên gọt nó vắt vát này, sau này nó ra rễ nó đẹp. Đấy. Phía trên này cũng vậy. Đây, cái phía trên đầu cành thì anh chị em thì bôi cái keo Mỹ Tiến đấy, mà keo này thì bôi vào thì nó giữ nước cho cây rất là tốt, nó giữ ẩm đấy, mà cả nó chống mưa, nước mưa xâm nhập. Chỉ bôi trên cành thôi nhá, chứ còn cái keo này thì mình không bôi ở phía dưới đây đâu, tại vì bôi phía dưới đây thì nó nhanh kéo sẹo, thì cái rễ đây chỗ này nó không phun ra được, sau này cây nó không đẹp. Chỉ bôi trên đầu cành thôi. Đây, xử lý xong rồi anh em. Thì như những cái cây mình đào về thì mình nên để qua một ngày anh em ạ, thì mình mới trồng. 1-2 ngày càng tốt, để 3-4-5 ngày cũng được, nó không chả sao đâu. Nhưng mà mình phải để trong mát nhé, chứ để ngoài nắng là nó cây nó khô cây đấy. Đây, giờ có cái mặt bị ươm như này. Đây này anh em này, cái đất mùa mưa này nó rất ẩm đấy này, tôi cũng trộn với chấu thôi. 3-4 phần đất thì 1 phần chấu thôi. Chấu ít thôi, chấu nhiều quá thì nó bị lấm rễ anh em ạ, một thời gian nó mốc trắng nên nó lại hỏng cây. Cho 1/3 đất đi gom, đặt cây vào thế này. Đất này thì anh em cho càng cao càng tốt, nhưng mà tôi thì tầm này là vừa rồi. Tí nữa cho thêm tí nữa. Đây này, cái điểm tiếp theo nữa anh em lưu ý này, là cái mùa này ấy thì đất nó ẩm này rồi, thì mình trồng mình chỉ làm sao cho cái đất nó nén hết vào cái tiếp xúc với mặt gốc, mặt thân của cây nhá. Không cần phải tưới đâu, cứ để này, bịt vải này, khoảng 1 tuần sau là nó bật mầm, không cần phải tưới. Khi nào mà cảm thấy đất nó khô thì mình tưới sơ sơ thôi.
tưới giữ ẩm thôi chứ đừng có tưới mà tưới kiểu như là mình tưới nhiều quá. Tưới nhiều quá thì cái đất này nó hóa bùn và nó cái rễ này nó không phát triển, nó không ra được. Mình chỉ tưới giữ ẩm thôi. Xong cái này rồi thì cứ lấy vải chùm mẹ này. Không cần phải tưới tắm này đâu. Để khi nào đất nào mà nó cảm thấy nó khô thì bắt đầu mình mới tưới. Đất nó cứ ẩm thì rễ nó phát triển được thì cây nó không bị thối. Nhiều người thì do tưới nhiều quá, chăm nhiều quá nó cũng chết cây. Mấy cả nhiều anh em hay hỏi tôi là cây khi mình ươm trồng mình có cần bịt ni lông không? Thì bịt ni lông thì thường thường người ta chỉ áp dụng vào mùa đông lạnh để mình làm cho cây, giữ cho cây nó ấm, với cả mình giữ cho nó luôn ẩm bên trong đấy, nước nó bốc lên nó bốc xuống đấy. Chứ còn riêng vào mùa mưa này thì không cần phải bọc bình ni lông đâu. Nó cũng tùy dòng cây, những cái dòng cây nào nó khó sống thì mình mới bọc bình ni lông thôi. Còn cóc, lộc vừng với cả bảng lăng mùa này thì không cần. Sung thì quá dễ rồi. Ươm này ta đảm bảo 1 đến 2 tuần sau là bật mầm 100%. Khoảng 2 tuần. Những cái cây nó, cái vỏ nó già thì nó chậm bật mầm hơn, cái cây nó non này thì nó nhanh. Đây, những cái gốc này thì ươm được khoảng tháng này. Riêng cóc này tôi không dùng thuốc kích rễ nhé, chỉ cần cái keo bôi thôi, keo mỹ tiến. Đây, còn gốc này gốc 2 tháng này, gốc to này. Tôi nhiều lắm mà giao lưu hết rồi, giao lưu với anh em hết rồi. Có nhiều cây nó thành hình rồi. Gốc này hơn tháng. Còn gốc này thì 5-6 tháng rồi. Ghép được 3-4 tháng rồi. Ghép gốc thái rồi, ra quả luôn. Cốc này ngày xưa cắt thấp một tí nữa thì đẹp, cắt cao. Thì video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh chị em nhé.